Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Sáng sớm thứ Sáu ngày 5 tháng 1 năm 2024 từ thành phố Hồ Chí Minh. Trong clip 1425 ở kênh Góc nhìn Hoàng Duy Hùng 2, ra ngày 31 tháng 12, tôi có tường trình về sự kiện ở tại Chùa Ba Vàng, sự kiện mà trụ trì nơi đó mở ngoặc đóng ngoặc thỉnh Xá Lợi Tóc Đức Phật từ Myanmar về ở nơi đây để cho các thiện nam tín nữ chiêm bái. Thì tôi cũng đã trình bày Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như Ban Tôn giáo của Chính phủ đã yêu cầu trụ trì nơi đây phải có lời giải trình. Tôi cũng đã đi sâu vào những căn, tức là những nét chính của Phật giáo. Phật Pháp Tăng Tam Bảo đó không thể nào mà để cho các Phật tử có những sự mê tín dị đoan, nghĩ rằng là có một sự thần bí hay là quyền uy nào đó để mà như thế thì Phật giáo đi vào mê tín dị đoan là không có được. Nhưng có sự công bằng thì tôi cũng đã trình bày vào ngày 1 tháng 1 đầu năm trong clip 1427 kênh Góc nhìn Hoàng Duy Hùng 2 lời giải trình của sư trụ trì chùa Ba Vàng. Tôi không có bình luận thêm về lời giải bày đó vì tôi nghĩ rằng những gì tôi nói ở trong clip 1425 đã đầy đủ. Vì tôi chỉ muốn tạo một sự khách quan công bằng những gì mà sư trụ trì chùa Ba Vàng lên tiếng thôi. Nhưng hôm nay tôi xin nói về quyết định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quyết định này nói rằng độc lập nhưng mà chắc chắn là có sự đồng ý và góp ý cũng như là hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ. Để cho có sự khách quan, tôi xin đọc báo Tuổi Trẻ số ra chiều ngày hôm qua, ngày 4 tháng 1 như sau. Vụ Xá Lợi Tóc Đức Phật, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, bị kỷ luật. Như vậy là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự quyết định kỷ luật Đại Đức Thích Trúc Thái Minh là trụ trì chùa Ba Vàng. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh, bị kỷ luật do liên quan đến vụ việc trưng bày Xá Lợi Tóc Đức Phật. Chiều 4 tháng 1, tức là chiều hôm qua đó, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực phía Bắc đã có phiên họp thảo luận một số nội dung, trong đó có việc xem xét kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, về vụ việc trưng bày Xá Lợi Tóc Đức Phật. Theo Giác Ngộ Online, buổi họp do Hòa Thượng Thích Thanh Nhiệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương chủ trì. Sau khi xem xét căn cứ các thông tin, báo cáo và dư luận xã hội và tác hại của vụ việc, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất biện pháp kỷ luật đối với Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã nhận lỗi trước giáo hội, tăng ni và Phật tử về vụ việc đáng tiếc để dư luận chỉ trích, ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh cũng đã sám hối trước Chư Tôn Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết giáo hội chấp nhận lời sám hối của Đại Đức, đồng thời yêu cầu Đại Đức và Chùa Ba Vàng không được tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế tại chùa trong một năm. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ giám sát chặt chẽ các hoạt động tôn giáo và truyền thông của Chùa Ba Vàng, đúng quy định của giáo hội và pháp luật. Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, trước đó chùa Ba Vàng tổ chức lễ rước, cung cấp thông tin tạo sự hiếu kỳ liên quan một vật thể
được cho là xá lợi tóc Đức Phật thỉnh từ Myanmar về. Sự việc khiến dư luận lên tiếng vì nghi ngờ tính chân thực của vật thể này. Ngày 28 tháng 12 năm 2023, Thượng tọa Thích Đức Thiện yêu cầu Đại đức Thích Trúc Thái Minh báo cáo giải trình về nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật và việc tổ chức sự kiện này, đồng thời gỡ bỏ tất cả giới thiệu về xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng trên các trang thông tin của chùa và Đại đức. Đó là thông tin từ báo Tuổi Trẻ. Góc nhìn của tôi xin nhấn mạnh hai điểm. Điểm thứ nhất đó là theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã sám hối. Đã sám hối trước chư tôn ban thường trực hội đồng trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và ban trị sự đã chấp nhận lời sám hối. Vậy thì sám hối cái gì? Sám hối cái gì đó? Nếu mà không có lỗi thì làm sao sám hối? Vậy lỗi gì đây? Như báo Tuổi Trẻ nói là liên quan, họ nói là một vật thể. Khi báo đã đưa đến cái chữ gọi là vật thể thì có nghĩa là điều mà người ta gọi là xá lợi tóc Đức Phật đó, thường thì nó không có. Nó là một gì đó ngụy tạo ở tại chùa Ba Vàng, gây sự hiếu kỳ của thiện nam tín nữ của các Phật tử tới nơi đây chiêm bái, nghĩ rằng là có sự quyền uy từ cái gì đó, mà điều đó nhà Phật thì không có đồng ý và không có cái sự mê tín như thế. Không có cái gọi là cái gì đó ở đâu á, nghĩ rằng là ban phước lành của thần quyền. Vậy thì đó là một gì đó đi ngược lại với giáo luật cũng như là giáo lý của Phật giáo. Đại đức Thích Trúc Thái Minh như thế một hình thức đã sám hối do cái hành động u minh của mình, chứ không còn là Thái Minh nữa. Đây là đại đức u minh, do hành động u minh. Có thể dùng cái ngôn từ ở ngoài người ta gọi đó là mượn đạo tạo đời, mượn đạo buông thần bán thánh để làm giàu lên cho chùa Ba Vàng là không có được. Nên đại đức, tôi xin mở ngoặc chữ u đây, đại đức u minh đã bị răn đe, đã phải sám hối, và ít nhất trong một năm nơi đây không có tổ chức các sự kiện gọi là sự kiện Phật giáo quốc tế nữa. Điều này tôi xin hoan nghênh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chấn chỉnh ngay lập tức, không thể nào để cho những sự kiện mê tín dị đoan như thế lan truyền, làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như là sức mẻ những gì đó lòng của người dân về vấn đề giáo lý của Phật giáo không có được. Tôi cũng hoan nghênh Ủy ban Tôn giáo đã lên tiếng kịp thời ngăn chặn việc có những người mang danh là đạo là đại đức, nhưng mà việc làm đó làm hại đến Phật giáo hơn là xiển dương Phật giáo. Đó là góc nhìn của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.